Hello, xin chào anh em, chào mọi người. Mình trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến anh em một số những lưu ý cho những sản phẩm mà các anh em có thể mua được ở Việt Nam. Thực tế thì mình đã làm 3 phần và video này là phần thứ tư. Mình sẽ lưu ý những cái điểm mà trên cái quan điểm cá nhân của mình này và cái kinh nghiệm của mình, một số những điểm cần lưu ý cho những sản phẩm mình sẽ list ra sau đây. Thì mình hy vọng rằng nếu như mà các anh em chẳng may mà đang có ý định mua một trong những sản phẩm sau đây thì sẽ giúp được cho mọi người là có một cái nhìn, nó thêm một cái nhìn thôi nhé, thêm một cái nhìn để các anh em có thể cân nhắc trước khi hạ tiền ra mua bất kỳ một sản phẩm nào. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm, có thể là full và có thể là chết. Đường link inbox thì mình để ở phần mô tả. Rất xin lỗi, thời gian này thì mình rất là bận, cho nên là cái việc wrap các anh em thì nó hơi chậm. Rất là mong các anh em thông cảm. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó là sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo. Mùi hương của chai nước hoa này, nếu như mà các anh em nào hay được mời đi ăn sinh nhật chẳng hạn hoặc là đi trà sữa, mình nhớ là cái bánh tiramisu thường được hay sử dụng trong những cái dịp đấy, thì Salvatore Ferragamo chính là cái mùi hương có cái nét tương đồng với bánh tiramisu. Và cái điểm mình cần lưu ý rất là rõ với các anh em ở chai hoa này đó là mùi của nó rất là ngọt. Do vậy, hiệu năng mùi của nó rất là tốt, bám tỏa đều rất là ok. Và cái thứ hai là sử dụng trong thời tiết lạnh thì mới là ok. Còn nếu như ấm một chút hoặc là mùa hè hoặc là hơi lạnh thì thực sự chai hoa này khá là nồng. Đấy là cái dựa trên cái mình đã sử dụng chai hoa này thì mình nghĩ là như thế. Do vậy, các anh em nào nếu như có ý định sử dụng chai nước hoa này vào đi làm hoặc là sử dụng trong những môi trường không gian hẹp ấy, thì Salvatore Ferragamo Uomo mình nghĩ rằng không phải là cái mùi như thế. Mặc dù mùi nó rất là ok, thế nhưng nó hợp với những cái buổi đi chơi hoặc là buổi không gian rộng. Còn nếu mà để sử dụng cho office, cho không gian hẹp như đi uống cà phê thì chúng ta phải hết sức chú ý liều lượng xịt. Đó, đấy là cái quan điểm của mình. Tiếp theo nữa đó là sản phẩm của nhà Paco Rabanne Pure Excess. Nếu như các anh em nào đã xem quảng cáo của chai nước hoa này thì sẽ rất là ấn tượng, bởi vì một rất là đông các chị em đang ngắm nhìn một anh chàng là nhân vật chính trong quảng cáo đó. Chỉ việc phát này là các chị em ngã lăn hết cu đơ ra, ngất hết, bay màu hết. Thế nhưng thực tế thì mùi hương chai nước hoa này, ngoài cái việc hiệu năng mùi của nó rất là tốt, chai nước hoa này thực sự bám tỏa rất là ok. Còn lại vì mùi hương của nó không có quá nhiều sự độc đáo, không có quá nhiều sự ấn tượng khi mà ngửi. Do vậy, nếu như các anh em nào, như nó không phải là tệ, thế nhưng mà nó hơi thiếu điểm nhấn khi mà ngửi, thực sự là thiếu điểm nhấn. Do vậy, nếu như các anh em nào có ý định mua chai nước hoa này thì điều mà các anh em có thể đảm bảo duy nhất đó là hiệu năng của mùi. Còn về mùi hương thì mình nghĩ là chúng ta nên thật trước khi mua cho về chai nước hoa này. Nữa là một sản phẩm của nhà Roger Elysium. Chai nước hoa này điều mình cần nhấn mạnh đó là hiệu năng mùi của nó có thể gọi là tệ so với cái giá tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra để mua. Có rất là nhiều các anh em nghĩ rằng khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền rất là lớn thì đổi lại chai nước hoa đấy automatic là hiệu năng mùi bám tỏa rất là tốt. Thế nhưng chai nước hoa này thì chỉ tầm là khoảng 6 giờ đồng hồ, sau đó là thoang thoảng, chưa đến được 6 giờ, chỉ khoảng tầm sau 3 tiếng hoặc 4 tiếng gì đấy là mùi hương nó thoang thoảng bám trên da. Do vậy, để hiệu năng mùi của chai nước hoa này so với cái mức giá bỏ ra để sở hữu thì phải gọi là tệ đó. Thì đấy là cái điều các anh em cần lưu ý. Còn mùi hương tất nhiên rồi, khá là sang trọng, khá là ok. Nhưng hiệu năng mùi thì là một cái câu chuyện khác. Tiếp theo nữa, Amap Club de Louis Silage. Chai nước hoa này sẽ cần phải có một thời gian để có thể cảm thấy thích mùi hương của nó. Đấy là cái điều mình muốn lưu ý về cả chai nước hoa này. Mặc dù nó được so, mình thì mình thấy là nó rất là giống với Creed Simple Mountain Water, và mùi hương này nó hợp
sử dụng vào cái thời tiết nó hơi hơi lạnh, nóng quá thì hơi khó dùng. Do vậy, điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải có thời gian để thẩm mùi hương chai nước hoa này. Nó không phải là một phát ăn luôn. Chai nước hoa này mình nghĩ là hơi khó. Nếu mà một phát ăn luôn thì cái kiểu mùi nó hơi nồng một ngái, sẽ gây khó chịu cho mọi người. Và cái nữa thì điều kiện cần thời tiết sử dụng thì mình cảm thấy hợp nhất đó là hơi hơi se se lạnh là ok. Club Lucy Large. Tiếp nữa đó là Champagne Gaultier Le Male Le Parfum. Đây là có thể gọi là phiên bản thay thế cho Champagne Gaultier Entremé. Thì để so sánh một chút mùi hương của chai nước hoa này so với người tiền nhiệm của nó là thế này này. Đó. Có nghĩa là nó hơi đuối hơn một chút. Với hiệu năng mùi thì nó vẫn rất là ok, rất là thốt luôn, rất là trâu bò. Thế nhưng về mùi hương thì là như thế này. Bởi vì cá nhân mình cảm nhận như thế, và một số các anh em khi mà mua cũng có một cái cảm nhận như thế đó. Nhưng mình có một cô em khi mà xịt mùi hương chai nước hoa này thì lại có những phản hồi rằng các chị em khi mà ngửi lại thấy khá là thích mùi hương chai nước hoa này. Do vậy mình cho rằng đối với cá nhân của mình cũng không thể gọi là chuẩn, không thể gọi là chuẩn, mà nó vẫn chỉ là một cái để tham khảo mà thôi. Còn thì nếu như mà thằng cu em mình đã không có phép, thì kể cả là mình không thích mùi hương này, nhưng nếu mà mình xịt và các chị em thích, mình sẽ vẫn mua chai nước hoa này. Đó. Nữa, Latent Exclusive. Đây là phiên bản tiếp theo của chai nước hoa Perfume de Marlene Latent. Khi mà mình xịt mùi hương chai nước hoa này thì điểm rõ ràng nhất đó là nó thêm cái nốt gỗ dựa trên cái tông mùi cay nồng ngọt có sẵn của Latent. Thì phải nói là chai nước hoa này, bởi vì mình cũng đã có chai Latent, thì có cũng được và không có cũng được. Chai nước hoa này nó không phải là tệ, thế nhưng về cơ bản nó vẫn là trên nền mùi cũ đã có của Latent và đã thêm một chút gỗ. Thì thực sự là có cũng được và không có cũng được chai nước hoa này, tùy các anh em. Còn thì mùi hương của Latent thì các anh em đã biết rồi, rất là ok. À quên, cộng thêm một điểm cộng của chai nước hoa này là nó đã nâng cấp về cái hiệu năng mùi cũng rất là tốt, tốt hơn so với Latent. Thì các anh em nếu quý vị mua cũng có thể tham khảo. Moschino Thai Boy. Đây là mùi hương không phải cho các anh em. Em năm nay 28 tuổi, lịch sự. Em định có ý định tìm mùi hương cho văn phòng. Hoặc là em đang là sinh viên tuổi trẻ, em cần tìm một cái mùi hương nhẹ nhàng. Thì đây không phải là cái mùi hương như thế. Đây là cái mùi hương của, nó cũng không hẳn là một nổi loạn, thế nhưng nó một dạng kiểu các anh chàng, kiểu anh bạn bad boy ấy, chàng trai hư ấy. Nó hơi có một cái gì đó, nó hơi cá tính, nó không thể gọi là nổi loạn, thế nhưng nó hơi cá tính. Và đôi khi về ví dụ như là cái phong cách của họ này, có thể là bấm lỗ tai này kiểu như thế, hoặc là hơi hơi một cái gì đấy ở mũi này, kiểu kiểu một dạng kiểu hơi nổi loạn thì rất hợp với cái phong cách của Thai Boy. Còn lại như ví dụ như là như hai cái style mà mình vừa nói qua cho anh em ấy, thì không hợp. Do vậy, trước khi mua chai nước hoa này, chúng ta phải hiểu rất là rõ style của chúng ta là cái gì. Đây là cái mùi hồng tiêu đó. Chúng ta nên cân nhắc trước khi mua chai nước hoa này, phải hiểu mình là như thế nào trước khi mua chai nước hoa này. Versace Eros EDP. Về cơ bản tông mùi của chai nước hoa này và mục đích sử dụng so với phiên bản cũ của nó, Out of Toilet, mình không thấy có cái gì là khác nhau. Tất nhiên, khi mà ngửi DP và EDT, tất nhiên mình biết là có cái sự khác nhau. Nhưng mình đang nói ở đây đối với người ngửi thì EDT và EDP rất là khó để có thể phân biệt được sự khác nhau. Và cộng thêm với cái mục đích sử dụng, vì về cơ bản Eros nó vẫn là dành cho các anh em tầm từ khoảng 24 tuổi đổ về,
một phong cách ngọt ngào, một phong cách sexy, nó hợp với những cái gì đấy nó năng động đó. Chứ còn về để sử dụng cho văn phòng hoặc là một cái chỗ nào đấy lịch sự, không gian hẹp, thì mình không cho rằng Eros cá trên bàn là phù hợp. Do vậy điều mình muốn nhấn mạnh rằng nếu như kênh em không đủ tiềm lực tài chính để mua EDP thì chúng ta vẫn có thể sử dụng EDT một cách bình thường, bởi vì hai phiên bản này về cơ bản mình không thấy có một cái gì quá là khác biệt rõ nét về mục đích sử dụng, về mùi hương. Còn như mình đã nói, về EDP, nó chắc chắn là một cái phiên bản nâng cấp đáng giá so với phiên bản cũ. Nhưng ở đây mình đang nói về mục đích sử dụng, ở đây mình đang nói về cái sự nhận biết giữa khi mà người khác ngửi của hai phiên bản này thì mình cho rằng là hơi khó. Do vậy điều mình muốn nói rằng không nhất thiết chúng ta phải sở hữu phiên bản mới này, chúng ta chỉ cần có sử dụng EDT là cũng là ok, không sao cả. Nếu như chúng ta không đủ tài chính, không nhất thiết phải mua EDP đó. Đấy là cái điều mình muốn nhấn mạnh với các anh em. Còn đây là cái quan điểm cá nhân của mình nhé. Trong tất cả video này đây đều là quan điểm cá nhân của mình. Anh em nào nếu mà cảm thấy không đồng tình thì cũng không nên gọi là căng thẳng làm cái gì. Dù sao ở đây cũng là sinh hoạt nước hoa mà, đúng không? Và cuối cùng đó là chai nước hoa Tom Ford. Hai sản phẩm của nhất Tom Ford. Cái đầu tiên đó là Tom Ford Fucking Fabulous. Ok. Ở chai nước hoa này, mình không chê mùi hương chai nước hoa này, thế nhưng khi mà mình ngửi không hiểu sao, mình luôn luôn cảm thấy nó giống như kiểu chúng ta đi một cái con đường ấy. Khi mà chúng ta đã đi một cái điểm mới thì chúng ta vẫn thấy nó có một cái gì đấy của những cái chỗ mà chúng ta đã qua. Và ở chai nước hoa này đó là Ombre Leather hoặc là Tuscan Leather. Mình vẫn cảm thấy, bởi vì nhà Tom Ford họ rất là mạnh về các cái nốt cổ điển lịch lãm, ví dụ như thuốc lá, da thuộc, gỗ, họ rất làm rất là tốt luôn. Thì Fucking Fabulous cũng không là ngoại lệ. Và điểm mình rất là ghét đó là nó có một cái gì đấy nó cứ gợi lên cho mình những chai hoa mình đã từng được ngửi, nó có nét na ná như thế, hoặc là Ombre hoặc là Tuscan. Do vậy thực sự thì chai nước hoa này nếu như mà không phải là bắt buộc phải có hoặc là quá hâm mộ thì mình nghĩ rằng chúng ta cũng nên cân nhắc không nhất thiết phải sở hữu chai nước hoa này. Thật sự là như thế. Và cuối cùng, chai nước hoa thì đó mình không có ở đây, nhưng cũng là một sản phẩm của nhà Tom Ford, đó là Lost Cherry. Mình nhận được khá là nhiều những lời chê bai về mùi hương chai nước hoa này. Nam cũng có, nữ cũng có. Do vậy, nếu như kênh em nào có ý định mua chai nước hoa này để tặng hoặc là như thế nào đấy, chúng ta phải hết sức cân nhắc, bởi vì mình nghĩ rằng Tom Ford họ không mạnh về làm về những mùi về citrus, họ không mạnh. Do vậy chúng ta cũng phải nên hết sức là cân nhắc trước khi nếu có ý định mua chai Lost Cherry. Bởi vì như mình đã nói, mình nhận được cũng khá lời chê bai về mùi hương này, nam có, nữ cũng có đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái điểm cần lưu ý cho một số những sản phẩm có thể mua được ở Việt Nam. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video hữu ích, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.